Dòng nước trắng đục cùng với một mùi khét khó chịu được xả thẳng từ cống của công ty giấy Trường Xuân ra mương nước của cư dân phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Nhiều năm nay, người dân sống ở phường Bãi Bông luôn cảm thấy bức xúc và lo lắng về việc xả thải trực tiếp ra môi trường của công ty giấy Trường Xuân gây ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường sống của mình. Tháng 8 năm 2018, với lý do thợ xây để rơi vật liệu xây dựng làm vỡ ống thoát nước thải nên nước thải trong quá trình ngâm tẩm màu giấy có tràn ra môi trường. Đây là sự cố đáng tiếc và công ty đã có hướng xử lý khắc phục. Tuy nhiên, đến nay là tháng 10 năm 2019, những dòng nước thải đủ màu ngày ngày vẫn được xả trực tiếp ra môi trường. Nhà máy giấy này thì lúc nào nó cũng xả qua đây, mưa to gió lớn thì nó cũng trào ập ở đây. Thế còn nước không thì nó chảy theo mưa, cứ tầm khoảng độ 1-2 giờ, 12 rưỡi bắt đầu nó xả. Thấy cái người gì khét, coi là khét mặt trâu và cổ và toàn đóng cửa, chả dám mở cửa ra thế nào. Nếu là cái nước ở nhà máy nó tràn ra là nó mà tràn vào ao là cá chết hết. Thế gì đạp chứ mẹ. Không chỉ nước thải, còn có cả khói bụi từ hoạt động đốt lò xả khói, có mùi khó chịu khiến cho cuộc sống của người dân càng thêm khó khăn. Vào những ngày mưa lớn, nước lại tràn ngược lên khiến cho mùi hôi càng thêm nồng nặc. Người dân phường Bãi Bông đã viết đơn gửi lên cơ quan các cấp chính quyền mong muốn có phương án giải quyết để trả lại môi trường sống cho người dân nơi đây. Ủy ban nhân dân phường Bãi Bông cũng đã có văn bản đề nghị công ty giấy Trường Xuân giải quyết thực hiện nghiêm túc vấn đề về môi trường nhưng dường như không thay đổi được gì. Chúng tôi liên tục vào kiểm tra và yêu cầu ngoài cái việc phát triển của chúng ta thì làm tốt công tác về môi trường, riêng công ty giấy Trường Xuân thì tôi vào rất nhiều và mời cả các cơ quan chức năng vào một tuần có thể vào 4 lần và lần nào cũng có văn bản nhắc nhở là cái việc nghiêm túc thực hiện cái việc cam kết vấn đề môi trường xả thải. Những câu trả lời vô trách nhiệm từ công ty giấy Trường Xuân chỉ thải nước ra cống chứ không thải ra ruộng, nước sinh hoạt không ảnh hưởng. Người dân chỉ biết kêu trời, không biết đến khi nào môi trường sống của mình mới được an toàn.